Trong món bún riêu thì chúng ta không thể thiếu nước mắm và bột nêm chicken broth và mắm tôm nha các bạn. Và bún riêu, ở đây là Gia Dị bán bún riêu ở các siêu thị Tàu hoặc là siêu thị Việt Nam có bán nha các bạn. Và tiêu, ở đây mình có 4 trái cà. Phần thịt heo thì mình có 3 loại, mình dùng ức gà và xương đùi heo và móng heo nha. Ở đây mình có tàu hũ chiên nha các bạn. Nếu như các bạn mua tàu hũ trắng về thì mình sẽ chiên sơ qua bằng với lại dầu cho nó hơi vàng lên một chút cũng được. Và mình có nửa chén tôm khô. Nửa chén tôm khô các bạn ngâm qua nước lạnh khoảng chừng 10 phút xả lại là được ha. Và mình có 5 tép tỏi. Mình có 2 củ hành tây, 1 củ hành tây mình để không có cắt ra và 1 củ hành mình đã cắt ra miếng to như thế này. Giờ mình có 4 quả trứng, 1 phần thịt heo nạc với lại khoảng 400g tôm nha các bạn. Tôm sau khi mình lột vỏ thì mình lấy luôn cái chỉ ở bên trong con tôm nha. Với cái món bún riêu này thì mình ăn kèm với các cái loại rau như là giá, rau tía tô, rồi rau húng nha các bạn, với lại lá quế. Giờ mình cũng phải có thêm ớt với lại chanh, cái vị chua nó mới ngon, ớt cay cay. Còn một phần cuối cùng nữa là hành lá ngò và rau muống nha các bạn. Và còn một thứ quan trọng nữa là bún tươi nha các bạn. Bún tươi ở đây là bún khô được bán ở trong cái bịch. Về thì chúng ta cũng phải nấu nước sôi lên rồi bỏ bún vào, đợi cho bún sôi khoảng chừng 5 phút, sau đó mình xả lại bằng nước lạnh thì mình có thể chan nước lèo vô mà ăn bún riêu được ha. Đầu tiên công việc của mình là mình sẽ nấu một nồi nước sôi lên, rồi sau đó mình cho vào đây một chút xíu muối nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho cái phần bắp chuối heo với lại móng heo vào để mà mình luộc sơ lên. Mình luộc sơ qua để mà mình xả lại bằng nước lạnh cho thịt sạch với lại những cái mùi hôi nó bay ra hết nha các bạn. Sau khi mình để vào trong cái nồi nước sôi được 5 phút thì bắt đầu nước đã sôi lên. Các bạn nhìn thấy bọt, mấy cái này là mấy cái chất dơ ở trong xương thịt ra nha. Bây giờ thì mình cũng để ức gà vào đây luôn ha, để trộn sơ qua. Mình lật qua lật lại hai chiều để cho nó đều nha. Rồi, như vậy là được. Bây giờ mình sẽ xả qua bằng nước lạnh để cho miếng thịt nó sạch lại nha các bạn. Và bây giờ lại thêm một lần nữa, mình nấu một cái nồi nước sôi nhỏ để mà mình trụng lại tàu hũ nha các bạn. Tàu hũ ở bên ngoài mình mua người ta chiên sẵn á, cho nên nó có nhiều dầu mỡ bám xung quanh. Bây giờ mình trụng sơ qua nước sôi để cho khi mà mình thả vào nồi nước lèo mình ăn nó không có dầu mỡ, không có bị bệnh nha.
Chỉ cần thả vô nồi nước sôi như vậy, để trong vòng khoảng chừng 1 phút hoặc là 2 phút là được rồi nha các bạn. Mình cũng xả qua bằng nước lạnh lại ha. Và bây giờ mình bắt đầu mở nắp ra và bỏ thịt vào để mình luộc lấy nước lèo nha các bạn. Bắt đầu mình cho thịt vào, mình cho hết tất cả vào. Ướp gà, rồi bắp chuối heo, rồi móng heo. Tất cả mọi thứ mình cho vào đây. Và một củ hành to lúc nãy mình không có cắt để vào đây luôn nha các bạn. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ cho nước vào. Mình cho nước ở đây mình cho khoảng chừng 2 lít nha các bạn. Nước ít hay nước nhiều là chỉ do cái phần mà thịt của mình, phần thịt ít hay là phần thịt nhiều nha các bạn. Khi mà mình cho thì nó ngập lên trên cái phần thịt như thế này nè. Mình có thể cho thêm chút xíu nữa ha. Sau khi mình cho thịt vào xong rồi thì bây giờ mình bắt đầu đóng nắp lại nha. Mình để xuống như thế này, dặn qua bên tay phải. Và các bạn nhớ chắc chắn là cái nút màu đỏ nó thụt ở dưới nha các bạn. Và cái nút này mình quay qua hướng mấy bên tay phải nha. Như vậy ha. Và mình cũng mới vừa cắm điện vào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở máy lên ha. Ở đây mình dùng chữ súp ở đây nha các bạn. Trên máy hiện là 12 phút. Nhưng mà mình không có dùng 12 phút nhiều quá thì thịt của mình nó sẽ mềm ra, ăn không còn độ dai ngon nữa. Hôm nay mình sẽ cho khoảng 4 phút thôi nha các bạn. Mình cứ để máy tự động vài phút, bắt đầu máy sẽ nóng, nó sẽ chạy lên. Máy bắt đầu chạy lên rồi đó các bạn. Trong khi mình chờ đợi để nấu nồi nước rèo bún riêu thì mình cũng đã bắt nồi nước sôi lên, sau đó mình bỏ bún khô vào và mình luộc lên nha các bạn. Đối với cái bún khô này thì khi mà mình luộc thì đừng nên luộc quá. Khi mà luộc tới quá, lúc mà mình đổ nước lèo vào ăn nó sẽ mềm, không có ngon nữa. Chỉ luộc vừa tới thôi. Các bạn múc lên và bóp thử một cọng coi nó độ vừa. Mình thấy nó cũng đã vừa tới rồi. Hơi cứng cứng, hơi mềm mềm là được nha các bạn. Tại lúc mà mình đổ nước sôi vào là con bún nó sẽ mềm nhũn ra nữa, ăn sẽ không có ngon lắm đâu. Như vậy là được. Bây giờ thì mình sẽ đổ ra và xả lại bằng nước lạnh. Và bây giờ mình bắt đầu xay thịt nha các bạn, phần xay thịt với lại xay tôm. Nếu như ở nhà mà các bạn không có máy xay thì các bạn có thể đi chợ và nhờ những người ở ngoài đó xay thịt cho mình, cho thịt nhuyễn ra để ngon hơn. Nếu như mà mình cũng có thể mua thịt xay sẵn, nhưng mà nhiều lúc trong thịt xay sẵn nó sẽ có nhiều mỡ, ăn không có được tốt. Ở đây thì mình sẽ dùng cái máy xay thịt hiệu Kiko nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra ha. Đầu tiên thì mình sẽ xay hành trước. Hành với tỏi mình sẽ cho vào đây. Và tôm khô luôn. Bây giờ mình sẽ đóng nắp lại. Ở phía trên này nó có một cái nút nè các bạn. Mình chỉ cần bấm vào đây là xay thịt được. Xay thịt nhanh lẹ lắm các bạn. Xay thịt, xay hành, xay tất cả, được tất cả mọi thứ nha.
mình xay được khoảng chừng 2 phút. Bây giờ mình mở nắp ra. Các bạn nhìn tất cả mọi thứ cũng đã nhuyễn, nhưng mà mình với cái món bún riêu này thì mình thích mọi thứ nó phải thật là nhuyễn hơn nữa. Mình đè cái này thứ này xuống, bắt đầu mình sẽ cho chạy thêm một lần nữa ha. Rồi, bắt đầu nhuyễn như vậy là được rồi ha các bạn ha. Mình tháo cái dao chém ở phần chính giữa ra. Giờ mình sẽ cho cái phần này vào một cái tô trước. Rồi sau đó thì mình sẽ cho thịt và tôm vào để xay luôn. Bây giờ mình sẽ gắn cái cây này lại ha. Máy này tiện lợi lắm các bạn, dễ xài. Mà cái không gian của nó thì hơi nhỏ một chút xíu, cho nên mình xay thì để một lần ít thôi, không nhiều lắm. Với cái phần thịt và tôm như vậy thì mình sẽ chia ra xay làm hai lần nha bạn. Đó, một lần như vậy. Các bạn xem thịt mình đã xay nhuyễn ra như vậy. Bây giờ thì mình sẽ cho thịt ra cái tô chung với lại cái phần hành với lại phần tôm lúc nãy nha. Bốn quả trứng và bắt đầu mình cho gia vị vào luôn nha các bạn. Mình sẽ cho 2 muỗng nhỏ bột nêm chicken rock vào ha. Sau đó thì mình cũng cho là 2 muỗng nước mắm. Mình cũng rắc vào đây một ít tiêu luôn nha các bạn. Giờ mình cho một muỗng mắm tôm vào. Giờ mình cũng cho thêm riêu cua vào luôn. 2 muỗng riêu cua nha các bạn. 2 muỗng cà phê riêu cua. Nếu như các bạn thích ăn riêu cua có mùi thơm nhiều hơn nữa thì mình cũng có thể cho 3 muỗng hoặc 4 muỗng cũng được ha. Ở đây mình để là 3 muỗng nha. Về cái phần riêu cua thì khi mà mình để càng nhiều thì cái mùi nó thơm, đặc trưng ra mùi gia vị bún riêu nhiều hơn. Sau khi mình bỏ tất cả mọi thứ vào thì bây giờ mình bắt đầu xay thêm một lần nữa ha, để cho cái phần gia vị nó được tan ra chung với trứng. Như vậy là đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái phần này vào bên trong phần thịt với lại tôm. Và sau đó các bạn cũng có thể dùng muỗng, dùng 2 cái muỗng để mà trộn cho đều các phần này lên. Hoặc là các bạn cũng có thể mang bao tay vào để bóp cho
cho nó đều lên. Để chút nữa mình sẽ để vô trong cái nồi nước súp á, thì cái riêu này nó sẽ nổi lên phần lên trên, xốp mà mềm ngon lắm nha các bạn. Nếu như mà các bạn trộn không đều á, thì có một số nó sẽ rất là mềm và một số phần thịt với lại phần tôm nó sẽ cứng, ăn không có được ngon cho lắm. Mình phải bóp ra cho đều hết nha. Bây giờ là bắt đầu tới phần mình sẽ cắt cà nha bạn. Mình sẽ cắt hai đầu ha. Sau đó mình cắt ra làm 4. Mình sẽ cắt hết luôn 4 trái nha các bạn. Và bây giờ tới hành lá nha. Hành lá nếu như mà các bạn nào mà thích ăn cái gốc hành mà cắt khúc á, thì mình có thể cắt khúc ra như thế này. Còn nếu không á, thì các bạn có thể cắt nhuyễn nhỏ ha. Bây giờ mình sẽ dùng phần đầu cắt khúc. Và sau đó phần đuôi còn lại thì mình sẽ cắt nhuyễn ra. Khi mà mình cắt nhuyễn thì mình sẽ cũng cho ra dĩa nha các bạn. Mình cho ra dĩa chung với lại cái phần cắt nhỏ hay là mình cắt khúc cũng được. Ở đây mình sẽ cắt nửa phần nhỏ và nửa phần khúc ha. Phần nữa là mình cắt nhuyễn. Bây giờ khúc này mình sẽ cắt khúc 2cm nha các bạn. Và bây giờ là tới phần chanh. Chanh cũng vậy, mình cắt hai đầu. Chanh là hơi to cho nên mình sẽ cắt ra làm 5 nha, ra 5 phần nhỏ. Ớt thì mình không có cắt, khi nào mà người lớn thì có thể ăn ớt nhưng mà con nít thì không có ăn ớt được, khi nào ăn thì sẽ cắt vô sau khi ra tô bạn ha. Và về phần rau muống thì rau muống các bạn sẽ chẻ ra nhỏ như vậy nha, càng mỏng thì càng ngon. Sau khi mình nấu 4 phút và lô hồi khúc là 25 phút thì các bạn nhìn thấy cái nút màu đỏ phía trên này nè, nó cũng đã thụt xuống rồi. Và cái phần này nó cũng đã quay về hướng của mình. Bây giờ mình bắt đầu mở nắp nồi ra để mà mình xem phần thịt của mình nó đã chín vừa đủ chưa nha. Wow, là nước lèo nước trong veo các bạn ha. Bây giờ mình thử múc lên một cục nha, để mình xem coi nhiệt độ nó đã vừa chín tới chưa. Mình chọt qua cái đũa thấy vừa chín tới đó. Phần gân thì còn hơi cứng một chút xíu, nhưng mà bây giờ mình vẫn còn phải để cà và để mọi thứ thêm nữa là thịt chín vừa tới ha. Bây giờ thì cái nồi instant pot mình đã tắt rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng là sausage. Nhiệt độ ở đây để là, số phút ở đây để là 30 phút, nhưng mình sẽ cho số phút ít lại là khoảng chừng 20 phút thôi, để mình để cà, để tất cả mọi thứ vào trong đây chín tới là vừa ha. Bây giờ mình sẽ cho cà vào. Và bắt đầu mình sẽ nêm gia vị luôn nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng rưỡi bột nêm chicken rock nha, 1 muỗng rưỡi cà phê nhỏ ha. Và
và 2 muỗng nhỏ nước mắm. Giờ mình sẽ cho thêm vào đây 1 muỗng mắm tôm các bạn nha. Và riêu cua mình cũng cho vào đây. Là 3 muỗng nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây luôn cái phần mà thịt tôm lúc nãy mình xay chung với trứng, hành, tỏi. Sau khi mình đã đánh lên rồi như thế này nha các bạn, mình sẽ dùng một cái giá giống như cái giá canh bự vậy đó các bạn. Mình múc vô như thế này để chút nữa mình sẽ múc ra được từng cái cục bự, nó không có bị bể nát. Thả nhẹ vào thôi nha các bạn. Khi mà mình thả vào thì mình thả cách khoảng nha, mình đừng có thả dính chùm vào nhau chút xíu nữa mình lấy ra thì hơi khó. Đó, mình cắt khoảng như thế này, cục đầu tiên bên đây và cục thứ hai bên đây. Rồi cục thứ ba ở góc này ha, mình để cách khoảng ra. Sau khi mình nấu thêm được 12 phút thì bây giờ nước đã sôi quá rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái phần mà thịt xay tôm với lại riêu. Bây giờ mình thử xem nó đã chín chưa nha các bạn. Thì cái phần thịt này mình phải nhẹ tay một chút xíu tại vì nó dễ bể. Bây giờ mình sẽ chẻ đôi ra phần chính giữa coi nó đã chín chưa nha. Wow, thịt vừa chín tới các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vớt ra ha. Mình dùng một cái lưới như vậy, mình sẽ nhẹ nhàng múc ra để cho nước nó ráo xuống. Sau khi mình đã múc cái phần thịt này ra rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ tàu hũ vào luôn nha các bạn. Tàu hũ thì lẹ chín lắm cho nên khi mà chúng ta thả vào như vậy là cũng đã ăn được rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ thử sơ cái phần nước coi nó đã vừa ăn chưa. Nếu như mà chưa vừa ăn thì mình có thể thêm bớt nước mắm hoặc là bột nêm vô các bạn hả. Vừa ăn rồi, mình không cần thêm gì cả. Cà cũng đã chín, thịt cũng đã chín hết rồi. Các bạn xem. Bây giờ thì mình bắt đầu trưng bày ra tô cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ cho một ít bún vào tô, sau đó mình để hành khúc với lại ngò. Hành mình cắt nhuyễn với lại ngò cắt nhuyễn để vào trong đây nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu múc nước lèo vô trong đây nha. Nước lèo, cà, rồi móng. Tàu hũ nữa nha các bạn. Mình múc một cái giò heo nữa.
Bây giờ là thêm nước lèo vô. Bây giờ thì mình sẽ để phần riêu cua lên luôn nha các bạn. Với cái món bún riêu như thế này thì các bạn phần thịt á, nếu như các bạn thích thì các bạn có thể chấm với lại nước mắm nhỉ nha các bạn, cắt ớt vào cay cay chấm mới ngon. Và sau đó thì mình có thể vắt một miếng chanh và bỏ giá, tất cả các loại rau thơm vào, rau muống bào vào luôn nha các bạn. Bây giờ là phần thử nếm gia vị của bún riêu có dừa không? Yes, Cindy. Yes, chị. First, can you dare your kitchen? Ăn món bún riêu này thì mình phải vắt chanh vào mới ngon nha, có vị chua chua. Và mình rắc tiêu vô. Yummy. Trộn lên nha con. Nó khó, mà không có sao. Phần riêu mình để riêng, khi nào mà mình ăn mà thích ăn riêu nhiều có thể múc để vô thêm. Các bạn thích ăn rau hoặc là ăn giá thì múc để vô thêm nha. Rau thơm cũng vậy, mình thích thì mình cứ ngắt bỏ vô. Cái này thì ngọt. Can you too? Yummy. Ngon không con? Cindy ăn nhìn thấy ngon quá ta. Ngon nha. Từng bước là cuối cùng mình làm ra một nồi bún riêu thiệt là ngon tại nhà, chất lượng luôn. Thịt tôm đầy đủ, không có dầu mỡ. Nếu như các bạn yêu thích video của mình, các bạn nhớ bấm subscribe cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tới.